Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá TV trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và bạn, có lẽ rằng vì choáng với lực lượng cổ động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sang tới tận Indonesia để cổ vũ là một điều thực sự vô cùng nguy hiểm để tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Trucci tuyên bố rằng sẽ khôn ngoan. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong buổi tối ngày hôm nay vào lúc 20 giờ 30 phút thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ được diễn ra. Đây là một trận đấu mà mang đến sức hút rất lớn với rất nhiều các cổ động viên của Việt Nam cũng như là Indonesia. Bởi hiện nay thì sức chứa của sân Bung Karno 80.000 chỗ ngồi không còn bất cứ một chỗ trống nào nữa rồi. Tối ngày hôm nay thôi thì trận đấu sẽ được diễn ra và đây là một trận đấu được dự đoán rằng rất khó khăn dành cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Trucci và rất khó khăn dành cho những chiến binh sao vàng bởi đối thủ của chúng ta được chơi ở trên sân nhà. Thế nhưng để tiếp lửa cho đoàn quân của Philippe Trucci thì một lực lượng lớn các cổ động viên của Việt Nam chúng ta thì cũng đã lên đường sang Indonesia từ buổi sáng ngày hôm qua, ngày 20 tháng 3 rồi. Và cùng ngày thì cũng đã có rất nhiều các cổ động viên khác di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh để lên đường sang Indonesia tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Trucci. Nhưng có một thông tin mà chắc chắn quý vị và bạn cũng đã nhận được, đó là trước trận đấu này diễn ra thì toàn bộ số vé đã được bán hết chỉ trong vòng có vài giờ thôi. Điều đó cho thấy được rằng là hiện nay các cổ động viên của Indonesia đang cực kỳ sung sướng, phấn khích và đang tin tưởng rằng là một chiến thắng sẽ dành cho người Indonesia ở trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay. Còn với các cổ động viên bóng đá Việt Nam thì thông qua sự trợ giúp của bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thì chúng ta cũng đã mua được đủ các số vé dành cho các thành viên. Tuy nhiên thì có rất nhiều các cổ động viên họ đang đi lẻ và dự tính sẽ có khoảng hơn 1.000 người sẽ sang Indonesia. Và dấu hiệu hiện nay thì vẫn chưa cho thấy sự dừng lại. Nhưng có một điều đặc biệt là với các cổ động viên khi mà sang sau thì họ cũng chưa biết cách nào để có thể có được tấm vé để vào cổ vũ dành cho những chiến binh sao vàng. Sức nóng đang được đẩy lên rất cao và đương nhiên thì ai cũng mong muốn có được một tấm vé để vào sân để theo dõi trận đấu này. Không chỉ là cổ động viên của Indonesia mà tất nhiên là với các cổ động viên của bóng đá Việt Nam nữa. Chiếc vé đang được đẩy giá lên rất nhiều, gấp 5 thậm chí gấp 10 lần so với giá gốc. Các cổ động viên của Indonesia thì đương nhiên tại đây thì cũng giống như Việt Nam thôi, thì cũng sẽ có những cò vé, họ sẽ mua những tấm vé đó để về họ bán kiếm lời. Việt Nam cũng thế mà Indonesia cũng thế, rồi bất cứ một đất nước nào thì hầu như là cũng vậy thôi. Và với các cổ động viên của Indonesia, họ cũng sẵn sàng bán lại cho các cổ động viên bóng đá Việt Nam với số tiền lớn hơn rất nhiều để thu lợi nhuận. Thế nhưng kính thưa quý vị và các bạn là chúng ta phải hiểu một câu chuyện như thế này. Đó là những chiếc vé đó thì có số, có vị trí ở những khán đài như thế nào rất cụ thể rồi. Vì vậy mà các cổ động viên bóng đá Việt Nam của chúng ta mua lại những tấm vé đến từ các cổ động viên của Indonesia. Đây thực sự là một điều cực kỳ nguy hiểm, rất nguy hiểm. Thế nhưng theo thông tin chúng tôi nhận được thì vẫn có rất nhiều các cổ động viên sẵn sàng là sẽ mua những tấm vé này để cổ vũ dành cho đội tuyển, bất chấp một số những nguy hiểm có thể rình rập. Trên một fanpage lớn của bóng đá Việt Nam thì một tài khoản, không phải là một mà có rất nhiều những tài khoản có chia sẻ, và trong số đó có một tài khoản tên là Thu Trang có nói như thế này: "Tôi sẵn sàng đến để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, những chiến binh sao vàng. Tôi tin rằng với lực lượng cổ động viên sang cổ vũ dành cho đội tuyển thì chúng ta sẽ giành chiến thắng trước người Indonesia." Đó là một trong số rất nhiều các bình luận của các cổ động viên khi mà họ cũng sẵn sàng để cổ vũ dành cho đội tuyển trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay. Thế nhưng quả thực thì chúng tôi thì cũng đang cảm thấy khá là lo dành cho các cổ động viên Việt Nam, kể cả những cổ động viên mua được những tấm vé mà chúng ta ngồi riêng đi chăng nữa, chứ chưa muốn nói rằng là những cổ động viên mà chúng ta lại sẵn sàng mua những tấm vé để ngồi chung với những người Indonesia. Có lẽ sang bên đó thì chúng ta phải mặc cái áo như thế nào cho nó phù hợp, hoặc là chúng ta ngồi vào vị trí như thế nào, hoặc thậm chí là thôi có lẽ rằng cũng không nên nói tiếng Việt nữa. Bởi nếu như một cái trường hợp mà đội tuyển của chúng ta giành một chiến thắng thì thực sự đây là một điều đáng lo. Bởi chúng ta biết các cổ động viên của đội bóng xứ sở vạn đảo rất nổi tiếng, quá khích, cuồng nhiệt và cũng tạo ra rất nhiều những vụ bạo loạn trên các sân vận động. Và gần nhất chúng ta thấy rồi, một vụ bạo động khiến cho khoảng hơn 100 người thiệt mạng. Đó là một câu chuyện rất đau lòng của bóng đá thế giới, chứ không chỉ là riêng của bóng đá Indonesia nữa. Vì vậy mà với các cổ động viên bóng đá Việt Nam của chúng ta sang đây thì cái điều mà chúng tôi mong muốn nhất là các cổ động viên cần phải có được sự an toàn. Họ cần phải ra về an toàn, về đến Việt Nam an toàn. Còn đương nhiên là câu chuyện với đội tuyển quốc gia Việt Nam thì chúng ta sẽ cần mong muốn sẽ được có được 3 điểm. Nhưng chúng tôi đặt một giả thiết như vậy rồi, quý vị các bạn có thể hiểu đúng không ạ? Hiện nay thì cổ động viên của Indonesia họ đang thực sự
là đang rất máu, thực sự rất máu, và họ đang cảm thấy quá tự tin, phấn khích. Bởi vậy mà nếu như không có một kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay thì thứ cảm xúc đó nó sẽ không còn là như vậy nữa đâu. Nó sẽ chuyển sang là sự tức giận, giận dữ, và đương nhiên điều đó sẽ là vô cùng nguy hiểm, không chỉ là cho những cầu thủ mà đặc biệt là những cổ động viên của chúng ta đến Indonesia để theo dõi, để cổ vũ thành cho đội tuyển. Nhưng hy vọng rằng là với các cổ động viên bóng đá Việt Nam của chúng ta, mặc dù hiện nay thì cái niềm tin dành cho huấn luyện Philippe Petrucci là không nhiều, nhưng đội tuyển của chúng ta cần có sự ủng hộ đến từ các cổ động viên của những cầu thủ số 12 ở trên khán đài. Hy vọng rằng sẽ có đông hơn nữa các cổ động viên của chúng ta đến sân, và rất hy vọng rằng các bạn đến đó sẽ an toàn một cách tuyệt đối. Hãy cổ vũ một cách văn minh nhất, mang về cho đội tuyển của chúng ta một sức mạnh tuyệt vời để mang về một chiến thắng, quý vị bạn nhé. Xin cảm ơn những cổ động viên của chúng ta rất nhiều, rất rất nhiều. Còn kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì với đội tuyển Indonesia, đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho cái tấm vé đi tiếp tiến đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang đứng thứ 2 với 3 điểm và cũng kém Iraq 3 điểm, cùng nghĩa với việc là chúng ta thua trực tiếp trước đối thủ này. Trong khi đó thì đội tuyển Indonesia cùng với Philippines đang đứng cuối bảng khi mà chỉ có được 1 điểm thôi. Thế nhưng trận đối đầu sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ quyết định tất cả, bởi đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng sẽ cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì ông Philippe Petrucci đã nhắc về những cụm từ đó là bình tĩnh và khôn ngoan khi mà nói chuyện về câu chuyện mà công bố danh sách những tuyển thủ của tuyển quốc gia Việt Nam vừa qua. Đó là những cụm từ có lẽ rằng chính xác nhất dành cho ông Philippe Petrucci và những cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong thời điểm hiện nay. Bởi với sức chứa lên đến khoảng hơn 80.000 chỗ ngồi thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp một áp lực cực lớn, đúng không ạ? Thực sự khủng khiếp. Chúng ta thấy rằng là với sân vận động Mỹ Đình của chúng ta sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi thôi thì cái cảm giác khi mà được vào sân nó cũng đã rất khác biệt rồi. Nhưng đằng này là một số lượng cổ động viên còn gấp đôi, thậm chí nó cũng không khác gì các sân của những Real Madrid hay là Barcelona cả. Một lượng cổ động viên rất lớn sẽ lên sân bởi không còn bất cứ một chiếc vé nào còn sót lại cả. Và hiện nay thì với những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng phải đáng lo, vì những cầu thủ của Indonesia chơi rất quyết liệt, không ngại va chạm, và đặc biệt thông tin chúng tôi nhấn mạnh như thế này, đó là những trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 này sẽ không có áp dụng công nghệ VAR. Vì vậy mà những cầu thủ của Indonesia hoàn toàn có thể chiếm được những lợi thế đến từ những quyết định đến từ trọng tài. Một điều quan trọng nhất cho đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện nay đó là việc chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta phải khôn ngoan để không rơi vào những cảnh là khiến cho đối thủ cài bẫy tâm lý, khiến cho chúng ta gặp vấn đề về tâm lý, và đương nhiên khi đó thì sẽ cóng chân. Và đã cóng chân rồi thì sẽ rất khó để có thể làm được chuyện. Không hoảng loạn và không mắc những lỗi ngớ ngẩn giống như những gì mà chúng ta cũng đã gặp phải khi mà Nguyễn Thanh Bình đã có một tình huống kéo áo rất lộ liễu một cầu thủ bên phía Indonesia và khiến cho chúng ta bị mất một quả phạt đền. Và những Khuất Văn Khang cũng đã dính những chiếc thẻ đỏ trước Iraq. Đó là những điều mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm một cách sâu sắc và kỹ càng nhất. Chúng ta cần phải bình tĩnh, tự tin và triển khai một lối chơi mà phù hợp nhất đối với những gì mà chúng ta đã làm. Nhưng vừa qua thì ông Philippe Petrucci đã nói về câu chuyện rằng chúng ta cần phải khôn ngoan khi mà đối đầu với Indonesia. Thế nhưng liệu rằng những sự khôn ngoan đó trong cái đấu pháp sắp tới và đội hình sắp tới mà đội tuyển Việt Nam chúng ta đưa ra là như thế nào, thì ông Philippe Petrucci phải có một câu trả lời chính xác nhất để chúng ta tạo điều kiện có một kết quả tốt nhất trước người Indonesia trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu nói về từ khôn ngoan thì có lẽ rằng trong trận đấu buổi tối ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam chúng ta cần phải bố trí một thế trận phòng ngự phản công phải thực dụng, bởi chúng ta biết rằng là những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hiện nay có rất nhiều những cầu thủ kinh nghiệm, có kinh nghiệm, và nếu như ông ấy không sử dụng những cầu thủ như vậy thì thực sự là khó dành cho đội tuyển. Chúng ta phải khôn ngoan trong việc điều binh khiển tướng, đúng không ạ? Về mặt thế trận như thế nào và đương nhiên lựa chọn con người như thế nào cho một thế trận phòng ngự phản công phù hợp ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tất nhiên là những cuộc đối đầu với người Indonesia trước đây, kể cả dưới thầy Park, thì chưa bao giờ chúng ta phải đá phòng ngự phản công cả. Chúng ta thường là đá với sơ đồ tấn công trước người Indonesia, điều mà chính ông Philippe Petrucci cũng chưa thể làm được khi mà dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đối đầu với Indonesia ở trong những trận đấu vừa qua. Mặc dù ông ấy có những lần còn chê trách là cái cách chơi của Pauser chỉ là phòng ngự, chỉ là ăn may thôi. Thế nhưng chúng ta thấy đó là ông Philippe Petrucci thậm chí còn không thể làm được giống như Pauser. Quan điểm hiện nay mà rất nhiều các chuyên gia đang đưa ra đó là chúng ta nên sử dụng một sơ đồ đá thấp, ví dụ như 5-3-2, để chúng ta an toàn hơn ở khu phòng ngự.
Ở đó chúng ta cũng có đủ những cầu thủ đầy đủ kinh nghiệm, chúng ta có những Thành Trung, chúng ta có những Bùi Tiến Dũng, chúng ta có những Bùi Hoài Việt Anh, chúng ta có những Hồ Tấn Tài, chúng ta có những Văn Thanh, hoàn toàn có thể đảm đương tốt để cho đội tuyển Việt Nam chúng ta, trước tiên là không để thủng lưới đã. Còn vị trí tiền vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện nay thì vừa qua chính ông Philippe Trouche cũng có tuyên bố rằng là Đức Chiến là cầu thủ đẳng cấp của châu Âu, một phong cách chơi rất hiện đại và đặc biệt có những hùng dũng, có những hoàng đức ở tuyến trên, thì không có lý do gì mà đội tuyển Việt Nam chúng ta không thể kiểm soát được hàng tiền vệ với đội tuyển Indonesia cả. Còn tất nhiên là những Quang Hải có thể đưa vào những thời điểm mà chúng ta cần những đợt tấn công trước đội tuyển Indonesia. Và phía trên chúng ta cũng vẫn có những Tiến Linh có những phẩm chất tốt. Mặc dù Tiến Linh nhiều người nói rằng là chân gỗ, nhưng đấy là một cầu thủ mà có thể làm tường rất tốt, mang đến những lợi thế dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Indonesia. Vì vậy mà chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng những sự thay đổi mà ông Philippe Trouche đưa ra có thực sự là khôn ngoan hay không, hay tiếp tục ngây thơ giống như chú thỏ con quý vị bạn nhé. Còn tới đây thì bản tin của Bóng Đá TV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.